Trên tay mình là mạch giảm điện áp DC-XL4005, đầu ra 5A. Mạch được sử dụng để giảm điện áp đầu vào từ 5 đến 32V, cho điện áp ngõ ra có thể điều chỉnh được từ 1,25 đến 30V. Dòng điện tối đa là 5A, hiệu suất lên đến 90%. Mạch có kích thước nhỏ gọn, dùng để thiết kế các mạch nguồn cho các thiết bị nhỏ như là mô hình, thiết bị di động, camera. Lưu ý không nên sử dụng ngõ ra là tải động cơ, nên sử dụng với các tải thuần trở. Mình sử dụng mạch để giảm điện áp từ 20V xuống 12V cấp cho cuộn LED. Khi thay đổi điện áp ngõ vào thì điện áp ngõ ra vẫn ổn định quanh mức 12V. Điện áp ngõ ra thì có thể điều chỉnh được thông qua biến trở.